Xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác một con máy rửa bát Nationa 60S5, một con máy khá là rẻ trong phân khúc mà lại hội tụ cũng khá là nhiều tính năng, có cả đếm ngược thời gian các bác nhé, đếm ngược thời gian rửa, các chế độ rửa 2-3 người ăn, hình thức thì toàn bộ thân viền inox hết, thân viền inox, vỏ inox, lưng inox, tất cả toàn bộ inox siêu bền, dùng mãi không hỏng. Phăng chỉ rất ok. Con này có cái khoảng cách giữa tầng 1 với tầng 2 nó khá là xa các bác. Nó thay một cái tay phun ở đây bằng một cái dàn phun phía sau. Thay bằng một dàn phun phía sau. Cho nên là nó giảm được cái khoảng, tăng được cái khoảng cách này lên. Đũa trước các bác để cái máy này vô tư thoải mái nhé. Nó phải rơi về tầm khoảng gần 30 phân. Để các cái đũa Việt Nam vô tư luôn. Đây. Toàn bộ trong thân ruột inox hết. Một con Nationa 60SS5. Con này để mã số 1 này. Con này thì em bán là 2,8 triệu nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp, bảo hành 1 năm. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Máy chạy cực bền luôn. Các bác nào thích bảo hành 3 năm thêm cho em 500 nghìn nhé. Em bảo hành cho 3 năm. Riêng đối với máy rẻ thì lại càng yên tâm vì cái linh kiện rất sẵn. Chả thiếu cái gì để phục vụ các bác cả. Đấy. Nhà rất là nhiều máy vỡ để lấy đồ. Giá 2,8 triệu chưa phí vận chuyển. Ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship. Chưa biến áp. Các bác sắm cho gia đình một chiếc đi ạ. Chào các bác nhé.